Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển, thiết kế âm thanh cho phim hay video đã dần trở nên quan trọng và nhiều khi còn quan trọng hơn cả mặt hình ảnh nữa. Bất chấp xu hướng lồng tiếng như cái máy và tua nhanh nhằm bắt kịp thời lượng cho phép và đáp ứng thuật toán của những nền tảng video ngắn, rất nhiều người đã và vẫn dành nhiều thời gian cho việc thiết kế âm thanh. Đó là quá trình xử lý rất nhiều loại âm thanh khác nhau nhằm đưa ra một bản phối cuối cùng phục vụ cho nội dung của phim hay video. Và dù khó khăn như vậy, nhưng nó là quá trình bắt buộc của những người làm phim hay sáng tạo nội dung khi muốn nâng video của mình lên một tầm cao mới. Hành trình này sẽ rất khó khăn, nhưng cũng nhiều điều thú vị. Nếu bạn mới bắt đầu nghĩ đến công việc thiết kế âm thanh hay sound design cho video của mình, thì hy vọng sau khi xem video này, các bạn sẽ đẩy nhanh cái tiến trình đó hơn và cho ra những sản phẩm đặc sắc. Trước khi bắt đầu phân loại những cái loại âm thanh trong sound design thì các bạn hãy lấy tai nghe ra và xem đoạn video sau đây nhé. Mình là Lân, chào mừng các bạn đến với kênh làm phim cùng Nam Trịnh. Bạn cũng có thể cảm nhận rất rõ sự khác nhau giữa một đoạn video chỉ có âm nhạc và một đoạn video có cả những cái âm thanh hiệu ứng nữa. Video vừa rồi đơn giản là câu chuyện của một chàng trai muốn vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, khám phá thế giới xung quanh và có những trải nghiệm thú vị với thông điệp nghĩ ít đi và khám phá nhiều hơn. Những âm thanh mà mình sử dụng trong video này đều nhằm mục đích phục vụ cho cái nội dung đó. Tuy nhiên, mình cũng thường sử dụng các loại âm thanh này cho những loại video khác nữa. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại nhé. Voice over, giọng nói. Giọng nói ở đây là giọng của nhân vật trong phim hay giọng lồng tiếng của một người dẫn chuyện. Trong video này thì mình chỉ sử dụng duy nhất cái đoạn nói này thôi. Tuy nhiên nó rất là quan trọng bởi vì nó thể hiện được cái chủ đề của video và nó cũng là thứ mà thôi thúc nhân vật của chúng ta hành động. Đó là mày muốn cái gì thì vươn tay ra mà với lấy. Đó, sẽ như thế này, chúng ta nghe thử này. Và nguyên gốc của nó là từ cái bộ phim này. And just remember, if you want something in life, reach out and grab it. Music, âm nhạc, bao gồm các bài hát có lời hoặc không lời, hoặc thậm chí là các âm thanh, nhạc cụ. Mình có sử dụng hai cái đoạn nhạc khác nhau. Đoạn đầu tiên là chỉ là những cái tiếng trống như thế này thôi. Những cái tiếng trống này tạo ra một cái bầu không khí rất là bí ẩn, rất là căng thẳng. Tiếng trống nhưng mà nó nghe như tiếng nổ. Trong phim điện ảnh người ta cũng hay sử dụng những cái tiếng trống như thế này cho những cái đoạn nguy hiểm chẳng hạn.
Mình có điều chỉnh lại nó bằng cách là giữa hai cái nhịp trống mình có cắt ngắn hơn, chứ còn nguyên gốc nó sẽ dài như thế này. Đó. Và đoạn nhạc thứ hai là cái đoạn nhạc này là cái đoạn nhạc chính được chọn để làm đại diện cho cái bầu không khí của video. Nó là một cái bài nhạc rock. Thì nhạc rock nó sẽ gắn liền với cái gì đó là tự do, là mãnh liệt, là xe cộ. Đó chính là cái mà mình muốn, là cái thế giới của mình muốn đưa cho khán giả xem. Thật ra anh Nam Trịnh có khuyên mình là hãy chọn một cái bài nhạc điện tử đi, để nó thời đại hơn, nó gần với công chúng và dễ xem hơn. Nhưng mà cái bài nhạc rock này mới chính là thứ mình muốn, vì thế mình quyết định giữ nó lại. Ambience là âm thanh hay tiếng ồn môi trường trong cảnh quay của chúng ta. Ví dụ chúng ta ở cánh đồng thì sẽ có âm thanh của côn trùng, dế ếch nhái. Ở biển thì sẽ có âm thanh của sóng, của gió. Ở đường phố thì sẽ có âm thanh của đường phố, xe cộ. Âm thanh môi trường đóng vai trò là cái nôi cho những cái âm thanh còn lại trong một cái bố cục âm thanh. Nếu không có âm thanh môi trường thì những âm thanh còn lại sẽ không được bao quanh và không biết đến từ đâu. Âm thanh môi trường càng đặc trưng thì video của bạn càng chân thực. Tất cả những cái phần màu xanh này là ok, ambience. Đây là tiếng rì rào của lá cây rơi, đúng không? Nói chung là tiếng rừng đấy. Đoạn này là đoạn dế này, chỉ có dế kêu không. Đó. Đây là một cái đoạn drone tạo cái sự bí ẩn và căng thẳng. Tên nó là Nature Wind Air Tree Blow Forest Leaf, tức là liên quan đến rừng, liên quan đến thiên nhiên, liên quan đến gió và thổi qua những cái cây xào xạc. Đó là cái phần ambience cho cái đoạn đầu này thôi. Còn những cái đoạn sau thì mình có thể mình sẽ có những cái âm thanh khác, như là đây là tiếng cũng là tiếng gió, đúng không? Hoặc đây là tiếng sóng này. Đó, tiếng trẻ em chơi đá bóng này. Đó, đây cũng thế này, đây là tiếng gió gì đó này. Đó, tiếng biển. Thì mỗi cái môi trường nó sẽ có một cái đặc trưng riêng, thì mình sẽ lấy cái đặc trưng của cái môi trường đấy mình cho vào. Nhiều người thì người ta chỉ cho một vài layer ambient sound thôi, nhưng mà mình thích, mình đan rất là dày những cái layer ambient sound này. Bởi vì mình thấy là ví dụ trong cái cảnh ở rừng này đi, thì nó sẽ không chỉ có cái tiếng dế kêu, đúng không? Không có chỉ có tiếng cây, mà nó có thể có tiếng gió nữa, tiếng rừng, tiếng chim đó, rất nhiều âm thanh khác nhau để tạo nên một cái môi trường đấy. Hoặc là đấy, như cảnh biển này thì sẽ có là gió này, tiếng sóng này đó, tiếng sóng, tiếng người trẻ em chơi này, thì mình đan rất là nhiều cái ambient sound vào. Đấy là cái mà mình hay làm. Về phần edit thì các bạn có thể thấy rất là đơn giản như này. Mình lấy ví dụ là mình thường edit theo kiểu logic. Ví dụ là cái cánh rừng rất là xa thì tiếng volume của nó sẽ nhỏ thôi, đúng không? Ví dụ đây là cái tiếng chim, tiếng dế này, thì nó sẽ rất là nhỏ thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên ở cái đoạn này mình có cái tảng đá như thế này thì cái tiếng dế kêu của mình nó sẽ to hơn chứ, đúng không? Bởi vì này, nó chiếu gần tới mặt đất hơn thì cái tiếng dế nó sẽ lớn hơn. Đó, đúng không? Kiểu như vậy. Hoặc là tiếng sóng cũng vậy. Tiếng sóng này, chạy này, chưa gần biển này, nhưng mà khi đây ra đến đây gần biển thì tiếng sóng sẽ lớn hơn. Essential Sounds, âm thanh thực tế. Đây là tên gọi mình đặt chung cho những âm thanh diễn tả theo đúng hành động hay chuyển động trong khung hình. Các bạn có thể tự mình thu thanh cho những cảnh quay, gọi là Foley Sounds, hoặc sử dụng các thư viện âm thanh, Library Sounds, sẵn có để khớp với phần hình. Nói là âm thanh thực tế, nhưng mà thật ra là các bạn cũng có thể sáng tạo ở cái phần này nữa.
Chẳng hạn như cái phần tiếng chim Thái Âu này, đúng không? Các bạn có thể thấy là thực tế ở trên bầu trời mình làm gì có con chim Thái Âu nào đâu. Tuy nhiên mình vẫn sử dụng cái tiếng chim Thái Âu để tạo ra cái bầu không khí của biển. Nó cũng logic mà. Hoặc là trong cái đoạn này, nó là những cái tiếng rít ga của xe cào cào mà loại 2 thì chạy xăng pha nhớt ấy, thì cái tiếng nó rất là đanh, nó rất là mạnh mẽ và nó rất là đặc trưng cho những cái người chơi xe cào cào. Xe của mình là xe 4 thì tiếng nổ nó nói chung là nó hiền lắm. Mình muốn tạo một cái cảm giác mạnh mẽ hơn, gắt hơn, đanh hơn. Chính vì thế mình sử dụng cái tiếng của xe cào cào 2 thì. Audio effects, âm thanh hiệu ứng là những âm thanh nhân tạo và không có trong thế giới thực. Chẳng hạn như tiếng risers này hoặc tiếng timelapse này chẳng hạn. Với cá nhân mình thì âm thanh hiệu ứng là một phần rất quan trọng để đem lại cái sự thú vị và sáng tạo cho video của bạn. Đưa video của bạn từ capture, tức là ghi lại, thành create, tức là sáng tạo. Bởi vì âm thanh hiệu ứng là do các kỹ sư âm thanh sáng tạo ra nên nó có rất nhiều loại với rất nhiều tên gọi khác nhau. Tuy nhiên mình sẽ giới thiệu với các bạn hai loại chính mà mình thường sử dụng, đó là những cái vùng màu nâu này là những cái âm thanh chuyển cảnh này các bạn. Mình sử dụng những cái âm thanh này, ví dụ đây. Đó. Chẳng hạn như tiếng hoos này, hoặc là tiếng voos này, vâng, là một cái âm thanh chuyển cảnh. Hoặc đây nữa này, cũng là cái âm thanh chuyển cảnh của mình sử dụng. Climax, âm thanh cao trào. Đây là những âm thanh tạo ra sự chú ý cho người xem vào những khoảnh khắc nhất định, hoặc là những âm thanh để nhả những khoảnh khắc đó ra, lấy lại cân bằng. Mình sẽ phân tích cái hành động sút bóng của cậu này đi, đúng không? Nó sẽ có 3 giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn đây là giai đoạn lấy đà, đúng không ạ? Rồi đến cái giai đoạn cậu ta sút này, và cái giai đoạn cậu ta lấy thăng bằng. Tức là nó có 3 giai đoạn khác nhau trong cái hành động sút bóng: lấy đà, sút và lấy lại thăng bằng. Thì cái điểm cao trào trong cái hành động sút bóng đó là gì? Đó chính là cái khoảnh khắc mà cậu ta sút vào trái bóng. Đó là cái điểm cao trào. Climax, việc thiết kế âm thanh cao trào của mình cũng sẽ vậy. Mình sẽ chọn ra những cái khoảnh khắc chính, khoảnh khắc quyết định gọi là cao trào nhất, để mình bỏ cái âm thanh vào đấy, dồn cái sự tập trung vào cái những cái khoảnh khắc như vậy. Có thể là những cái khoảnh khắc đắt giá, những cái khoảnh khắc chuyển đổi tâm lý hoặc là chuyển cảnh. Chẳng hạn đoạn mở đầu như thế này chẳng hạn, đúng không? Mình đây là cái âm thanh tạo cao trào này, cộng với cái tiếng trống ban đầu nữa. Đó. Thì đây là hai cái âm thanh cao trào của mình. Sẽ phóng to nó ra. Rồi. Đây là một cái tiếng boom hit, nó nghe sẽ như thế này. Đó, như một cái tiếng nổ lớn. Khoảnh khắc cao trào là cái khoảnh khắc mà xuất hiện đây này. Đó, và đây là cái điểm sóng này, là điểm sóng cao trào mạnh mẽ nhất, boom. Trong cái hành, ví dụ cái hành động sút bóng thì đây chính là cái hành động mà chạm chân vào quả bóng, đúng không? Còn những cái tiếng ù đằng sau này là cái hành động lấy lại thăng bằng. Thì bản thân cái tiếng boom hit này nó đã có cái phần dư âm đằng sau rồi, để lấy lại thăng bằng cho đôi tai của người nghe rồi. Tuy nhiên mình vẫn sử dụng thêm một cái âm thanh nữa, nó tên là bass drop, clean bass drop, và nó sẽ nghe như thế này. Tức là nó nhả từ từ cái khoảnh khắc đấy ra, giúp người xem lấy lại thăng bằng. Thì các bạn cũng có thể thấy là cái tiếng bass drop này nó sẽ khớp với cái phần hình này của mình nhé. Đó, các bạn có thể thấy là cái phần hình của mình là tiêu từ từ nhẹ xuống, thì cái phần bass drop này nó cũng như thế, đúng không? Sẽ khớp như vậy luôn. Mình có sử dụng 3 cái âm thanh climax này, cái âm thanh cao trào này, cũng là boom hit. Cái thứ hai là cái rise and stop. Đấy, và cái thứ ba lại là bass drop. Thì cái rise and stop này nó như thế nào? Các bạn có thể thấy đây là cái khoảnh khắc cao trào mình chọn. Tức là cái khoảnh khắc mà nhân vật đi từ cái vùng an toàn của anh ta, đúng không? Đi ra đây và ngắm nhìn thế giới là cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong việc chuyển đổi tâm lý. Đó là vứt bỏ sang một bên cái sự sợ hãi, cái sự an toàn để
đón nhận thử thách, ngắm nhìn thế giới, thì đó là cái khoảnh khắc mà mình cho là quan trọng. Chính vì thế mình sử dụng âm thanh cao trào, và việc suy từ đây qua nó cũng là cái cảnh chuyển cảnh luôn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe cả ba âm thanh này nhé. Thì các bạn thấy cái âm thanh này rất là hoang mang đúng không? Chúng ta có cái đoạn slow motion này thì khán giả đang không biết là hành động tiếp theo của anh ta là gì. Thì cái âm thanh này nó khá là phù hợp. Bùm. Và khi nó kết hợp với những cái âm thanh thực tế khác như tiếng zip ga, tiếng rú ga, thì nó cái khoảnh khắc này nó rất là điên rồ, nó rất là mạnh mẽ và nó bùng nổ đúng những cái thứ như những cái thứ mà mình muốn. Đây cũng là một cái khoảnh khắc quan trọng mà mình chọn làm cái âm thanh cao trào này. Đánh dấu cái thời điểm mà anh ta chạy và tăng tốc độ và ngắm nhìn thế giới đúng không? Ngắm nhìn cái hoạt động diễn ra và thực sự là có niềm vui với những cái cậu bé đang chơi bóng này. Đó là một cái khoảnh khắc chuyển đổi tâm lý rất là quan trọng. Chính vì thế mình chọn cho cái âm thanh cao trào. Cái đoạn cuối này cũng như vậy. Đoạn cuối là một cái đoạn, tất cả những cái đoạn này dồn beat rất là nhanh. Nhân vật của chúng ta bắt đầu hồi tưởng lại những cái gì diễn ra trong cái một ngày, đúng không? Những sự việc diễn ra và anh ta thực sự là tận hưởng cái chuyến đi này. Đó, nhả ra và kết thúc cái video. Về việc tìm nhạc ở đâu, tìm như thế nào, chọn sao cho phù hợp thì mình sẽ có một video riêng về vấn đề này. Còn về âm thanh hiệu ứng hay sound effect thì mình sử dụng rất nhiều nguồn khác nhau, từ miễn phí tới có phí. Nhưng mình thường sử dụng ở trang Epidemic Sound. Các âm thanh được phân loại ra từng mục và tìm kiếm theo từ khóa cũng khá dễ dàng. Khi tìm được một âm thanh nào đó, mình sẽ tải xuống, lưu nó vào thư mục sound effect trong dự án của mình và kéo nó vào timeline. Mình sẽ điều chỉnh volume của phần nhạc và cái phần sound effect này làm sao cho nó cân bằng với nhau. Khi nào cái nào chính thì nó sẽ được lên là chính, nó sẽ to hơn. Ví dụ như cái đoạn này là nhạc là chính này, thì chính vì thế là cái phần nhạc nó lớn hơn. Tuy nhiên cái phần này chẳng hạn là những cái âm thanh này mới là chính cơ, thì những cái âm nhạc nó sẽ bị chìm hơn. Và dù bạn có sử dụng bao nhiêu cái layer âm thanh như thế này đi chăng nữa thì cái phần sóng nhạc này các bạn không được để quá mức không, bởi vì khi mà các bạn để quá mức không thì nó sẽ bị rè, nó bị vỡ tiếng. Các bạn hãy tưởng tượng là âm thanh gần xa thì nó sẽ khác nhau, và trong mỗi môi trường nó sẽ cũng sẽ khác nhau luôn. Ví dụ là chúng ta đi vào một cái vực chẳng hạn, chúng ta nói thì cái reverb nó sẽ vang hơn, âm thanh gần thì nó sẽ trung thực hơn. Chẳng hạn như mình sử dụng cái reverb cho cái tiếng con hải âu này chẳng hạn. Đây, mình sử dụng tiếng reverb điều chỉnh các thông số ở đây. Bởi vì là mình muốn tạo cảm giác xa xôi cho con hải âu thì tiếng nó sẽ phải vang. Đấy, ví dụ như này. Còn nếu mà không sử dụng reverb thì nó sẽ như thế này. Tiếng nó gần hơn. Sự thay đổi có thể là nhỏ thôi nhưng mà hiệu quả nó sẽ rất tốt. Những sound effect mà chúng ta tìm được ở thư viện âm thanh không phải lúc nào cũng khớp với phần hình. Chính vì thế việc điều chỉnh tốc độ cho phù hợp là điều rất cần thiết. Ví dụ trong cảnh này mình có sử dụng speed ramping và âm thanh chuyển cảnh là một tiếng hush. Tuy nhiên nếu để tốc độ ban đầu thì tiếng nó ngắn quá, nên mình làm chậm nó lại còn khoảng 85% để nó khớp với phần hình hơn. Khi đó một âm thanh mới hoàn toàn đã được bạn tạo ra. Trong trường hợp mình có một cái boom hit như thế này, tuy nhiên mình muốn nó chạy từ từ rồi mới tới cao trào, thì mình sẽ reverse, đảo ngược cái âm thanh này để nó khớp với phần hình ảnh hơn. Ví dụ như cái đoạn chạy chữ như này, Things Less Discover More, mình muốn hành động như kiểu một cái xe phóng đi, chữ này di chuyển từ trái qua phải và đi ra khỏi màn hình, thì cái phần âm thanh mình cũng sẽ cho chạy từ tai trái qua tai phải. Thì điều chỉnh cái này các bạn hãy điều chỉnh nó cái phần panner này. Khi mà bạn kéo hết cái đường line này lên trên, kéo nó xuống dưới thì nó sẽ là
tay phải và chúng ta tạo một điểm keyframe chạy từ trên xuống dưới này thì nó sẽ chạy từ trái qua phải. Cái đoạn tiếng ga chạy xe này mình cũng sử dụng cái đó luôn. Ví dụ đây, cái đoạn này là cái đoạn đó, nó chỉ tập trung vào tay trái thôi, nhưng mà có một cái đoạn dưới này nó sẽ tập trung chỉ vào tay phải thôi. Đó, thì nó là âm thanh 3D và nó tạo cảm giác rất là thú vị, đặc biệt. High pass là hiệu ứng mà ta cho phép những âm thanh có tần số cao chạy qua, giới hạn cao bao nhiêu thì do ta thiết lập. Mình sử dụng nó cho đoạn voice đầu tiên. Ngoài việc trích dẫn cái đoạn nói này vào trong video thì mình còn có sử dụng một cái hiệu ứng tên là high pass và để thông số cắt off là 500 Hz. Ở đây nó sẽ tạo ra cái âm thanh như là tiếng radio. Thì trong cái cảnh này chúng ta có thể là tưởng tượng được là cái âm thanh nó vang vang trong đầu của nhân vật của chúng ta và thúc giục nhân vật của chúng ta hành động. Low pass là hiệu ứng mà ta cho phép những âm thanh có tần số thấp chạy qua, giới hạn thấp bao nhiêu thì do ta thiết lập. Mình sử dụng nó để tạo hiệu ứng ù ù và cảm giác bị bóp nghẹt trong một số đoạn chẳng hạn. Ví dụ như cái đoạn này. Các bạn có thể thấy rõ là cái đoạn này mình sử dụng low pass này. Đó, mình thể sử thông số cắt off mặc định hết cho cả nhạc, cả ambient sound các thứ. Và các bạn có thể thấy hoạt cảnh là nhân vật của chúng ta đang đeo đội mũ bảo hiểm không? Và nhìn xa xăm thì các bạn có thể tưởng tượng là anh ta đang suy nghĩ gì đó. Và nó cũng đúng, bởi vì là khi mà bạn đội một cái mũ bảo hiểm full face ý, thì là cái âm thanh của bạn nó sẽ nghe như vậy luôn. Học hỏi từ người khác và thực hành thật nhiều. Bản thân mình khi làm video chạy xe trên, ngoài những kiến thức đã có về các loại sound design, mình có tham khảo thêm kha khá từ các YouTuber khác khi họ edit âm thanh cho một video chạy xe. Mình thấy việc tham khảo, học hỏi và áp dụng không có gì là sai cả, mà còn rất tốt nữa. Nhưng các bạn có xem đi xem lại cái video này của mình hay những video khác nữa hàng trăm lần mà không thực sự bắt tay vào làm thì cũng khó mà tiến bộ được. Ngay cả bản thân mình khi làm lại cái sound design để cho cái clip này, mình cũng đã gọt rũa rất là nhiều so với bản mình up lên YouTube trước đó. Mỗi lần làm là chúng ta một lần học hỏi và hoàn thiện hơn. Team mình có một cái khóa học làm phim online mà mình để đường link đăng ký dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Như vậy là mình vừa chia sẻ hết kinh nghiệm và kiến thức mình biết về việc thiết kế âm thanh cho một video. Hy vọng nó sẽ hữu ích với cái quá trình sáng tạo của các bạn. Các bạn hãy ủng hộ team bằng cách like, share và comment nhé. Chúc các bạn có những thức phim thật là đặc sắc.